Lễ bế mạc lớp tập huấn giám sát trọng tài của các giải quốc gia năm 2022 đã diễn ra trưa nay tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau 4 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc và hiệu quả. Đến dự với buổi lễ bế mạc, ông Dương Văn Hiền, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trưởng ban trọng tài, ông Võ Minh Trí, Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam, phó trưởng ban trọng tài, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ông Võ Văn Hùng, phó tổng giám đốc công ty VPF. Cùng với đó là ban tổ chức lớp tập huấn cùng toàn thể các học viên tham dự lớp tập huấn và các cơ quan truyền thông báo chí. Đại diện của cho các giảng viên, ông Lương Thế Tài, giảng viên trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã báo cáo kết quả của lớp tập huấn. Qua nỗ lực của các học viên, kết quả đạt được trong 4 ngày rất khả quan. Theo thống kê thì 85% học viên đều đạt từ 15 đến 20 điểm trong 5 bài kiểm tra. Về kiểm tra thể lực ở miền Bắc, hai trợ lý trọng tài ở giải bóng đá ngoài chuyên nghiệp không vượt qua bài kiểm tra thể lực. Ở miền Nam, hai trọng tài, một trọng tài chuyên nghiệp và một trọng tài ngoài chuyên nghiệp không vượt qua bài kiểm tra thể lực. Phát biểu giao nhiệm vụ và bế mạc lớp tập huấn, ông Lê Hoài Anh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, các trọng tài và trợ lý trọng tài đã trải qua các bài kiểm tra nghiêm túc về thể lực, luật thi đấu, các vấn đề chuyên môn dưới sự hướng dẫn của các giảng viên giàu kinh nghiệm, hy vọng sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao. Năm 2022 chắc chắn sẽ là một năm sôi động của bóng đá Việt Nam. Với việc chất lượng giải đấu cũng đang ngày càng tốt hơn, các giải đấu hứa hẹn sẽ đón chào lượng khán giả rất đông tới cổ vũ. Để góp phần vào thành công chung, công tác giám sát, công tác trọng tài ngày càng được đòi hỏi cao hơn. Với việc tiếp tục được trang bị những kiến thức và kinh nghiệm thu được qua khoa học này, hy vọng các giám sát và các trọng tài sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ để đảm bảo sự công bằng, phản ánh đúng trình độ của các đội bóng tham dự giải. Trong buổi lễ bế mạc, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và công ty VPF đã trao giấy chứng nhận và thẻ làm nhiệm vụ cho các giám sát trọng tài và các trọng tài.